năm như là hội yến một lần. Dạ. Hội yến cũng như là nếu mà nói trên thiên đình là cũng như là cái ngày hội bàn đào vậy. Có nghĩa là nó vậy, cái nghĩa của đạo là nó vậy. Bông hoa quả này kia là mình cúng cái ngày đó là cúng để cho cái ngày đó là thánh thần tiên Phật người ta mình khi mình cúng là mình cầu nguyện chư thần thánh về đây ngự. Dạ. Và cầu để mà ban bố hồng ân cho cả nhân loại. Cả nhân loại luôn chứ không phải là riêng một người nào. Đó, có nghĩa là nó vậy thôi. Dạ. Bởi vì Bạch Nhật Kinh cái tòa thánh ở trước á là có hai cục rồng ở trước. Dạ. Ở sau là hai cái cục hoa sen. Là trước là lâm và lâm, sau là hoa sen là lâm hoa, là hội lâm hoa tại Bạch Nhật Kinh tòa thánh. Đó là do nơi cơ bức vẽ ra, do nơi đức lý vẽ ra cái giới này chúng ta là chúng ta không có biết cái sơ đồ của Bạch Nhật Kinh này đó. Dạ. Quý giá. Dạ, rất là quý giá. Quý vị đang nhìn thấy khung cảnh ở trên màn hình chính là vào buổi tối đêm 14 tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn. Tại đây chính là Tòa Thánh Tây Ninh. Và ở ngoài trời lúc này quý vị, trời đang mưa, cho nên là cái việc quay hình tối nay nó bị hạn chế. Sala đang gửi xe ở bên ngoài Tòa Thánh Tây Ninh và đang đi bộ vào Báo Ân Từ để thâu hình cảnh đi lễ của bà con cũng như là bà con du khách cũng như là các tín đồ của đạo Cao Đài trong đêm 14 tháng 8. Ở Tòa Thánh Tây Ninh đó quý vị, Sala thấy có một điều đó là bà con đi lễ là thường là chạy xe máy vào trong khuôn viên của nội ô của tòa thánh rồi bỏ xe ở đó, không có ai giữ hết quý vị, không ai giữ xe hết chứ, cứ khóa cổ xong bỏ đó rồi đi lễ rất là nhiều. Đây quý vị thấy không, dòng xe tối quá không thấy. Đó, dòng xe từ xe đoàn xe khách dọc họ đậu rất là nhiều luôn. Cái quan cảnh này á hôm nay Sala thâu cho quý vị nhìn thấy cái ban đêm mưa như thế này, rồi cái cảnh người đi lễ bất chấp trời mưa, trong đó còn có cảnh mà bà con ngủ ở dưới những cái khu vực mà có thể trải chiếu che bạc để ngủ, khán đài á, ngủ ở đó luôn, ướt lem nhem hết quý vị ơi. Ồ, cũng xa quá ha. Xa. Chút cũng gần xây chứ. Bởi vì người ta chạy xe vô xong ta quăng xe ở đâu đó. Luôn á, người ta không có vài cái chiếc xe luôn á trời. Đúng rồi. Thế là vậy luôn á. Ta. Có. Và tại đây quý vị, đêm 14 tháng 8, lực lượng chức năng đã giăng hàng rào. Không cho chạy xe vô. Không cho xe vào quý vị ạ. Bây giờ mình chỉ có đi bộ vào thôi. Ngoài trước có rất là nhiều, có thẻ mới được vào. Có thẻ mới chạy xe vô được. Để thẻ vô làm công tác ở trong này nè. Nó mới cho mình vô. Vô tới trong là em phải hạ dù xuống. Đúng rồi. Em bỏ dù vô vỏ lại. Quý vị có thể thấy là mưa cũng đã bớt rồi, vừa rồi cuộc trận mưa rất là lớn quý vị ơi, cả tiếng đồng hồ Sala kẹt ở bên ngoài đâu có vô được.
không mưa đông lắm anh ha. Bây giờ vừa tạnh mưa cái là đi thâu cho quý vị nhìn thấy cảnh đêm của ngày 14 tháng 8 nè. Bởi vì lễ diễn ra cũng nhanh lắm, có hai bữa mình quay không kịp là coi như nó qua rất là nhanh. Ví dụ như tối nay mà ngủ miếng thôi, thức dậy là sáng 15, sáng 15 xong là chiều tối 15 là hết lễ. Ủa, chạy đường ở đâu anh? Trong đó luôn hả? Chắc chạy đường ở đâu bên kia đi tới gì? Kìa, hỏi chú với kìa. Chút đi, đi lại đó đi chút xíu đi rồi hỏi. Này là báo Ân Từ, nơi mà 117 gian hàng được trưng bày ở đây đó. Hồi chiều thì Sa La thâu một video rồi. Còn đêm này là mình sẽ đi quay một vòng, quay một vòng ở bên ngoài để quý vị thấy cảnh đi lễ, cảnh ngủ nghê của bà con, đông vui lắm. Ở đây ban đêm lên đèn lung linh ghê không? Thấy không? Nhìn ban đêm nè. Tại đây đó quý vị chính là con đường ở bên bên phải. Từ đây là con đường đi vào phía trong 117 gian hàng sẽ được trưng bày, mà hồi sớm này thì Sa La thâu cho quý vị vào buổi sáng. Còn bây giờ là sau một cái trận mưa rất là lớn ở thành phố Tây Ninh, mưa cũng đã tạnh rồi thì bà con cũng đã bắt đầu vào đây để mà đi chiêm ngắm những tác phẩm của các cô chú ở tại các họ đạo. Họ đạo của Hậu Giang. Ủa anh Giang gì, anh Giang hả? YouTube. Dạ YouTube. chưa tìm thấy họ đạo Trà Vong ở anh Bảo. Này xã Tân Thành. Anh nhớ nhớ có thi nào bên đây không ta? Còn bữa nữa là dẹp rồi đó. Cái này hình như con đường ở dưới mình cũng quẹo vô được đó mà phải không? Em nhìn cái thằng Thành nó chụp cái
cái bên ngoài á. Rồi bắn cái cây cao cao lên mới được, cao hơn mọi người mới được. Có lẽ như là ban đêm này quý vị nó kẹt hơn là hồi trưa Sala đưa quý vị đi. Hồi sớm mình đi thông thoáng lắm, mà mình đi một mạch cái là một vòng. Còn bây giờ là mình đi từng bước, từng nhịp theo bước chân. Em đi theo anh đúng không? Dạ. Yeah. Theo anh luôn. Ok. Vô Sala TV. Sala. Đúng không chú? Nhớ vô Sala TV đi. Thấy còn với chú đứng nói chuyện vui lắm. Sala TV. Mình đi lễ mà nhiều khi mình lên truyền hình này kia vui. Kẹt rồi. Kẹt rồi hả? Dạ, con quay về con mới up lên. Hồi sớm này con có đăng một clip rồi. Bà con đi ngược chiều. Cái này là người dân ngược lối. Người dân ngược lối. Hai chiều giật nè, giật mà nào có điện thoại giật vậy khi nào giật vậy. Căng biên quý vị, Sala đang đi tìm họ đạo Trà Vong, một khán giả của Sala có gửi yêu cầu mình tới đây để thâu họ đạo, gian hàng của họ đạo Trà Vong. Bây giờ là Sala đang đi tìm họ đạo Trà Vong, thấy chưa? Ở đây hả? Trong đây nữa hả? Wow, hi. Đi vô có hai bên thấy không? Đứng ngoài đi. Đẹp quá. Wow. À, con nóng mới mua luôn. Hàng chứ mày. Đó là ai này? Chú lẽ con chạy ổng bỏ xe. Xem hàng cho đó. Đồng khởi. Không ai nhận. Đi về nhà nhận. Dạ, cái mọi đạo rồi. Có hàng lại. Ờ. Rồi, không thấy của Thành ở đâu rồi. Bến cầu. Có mấy cái chữ nó ghi thư pháp á. Với lại hoa sen ngũ sắc. Không biết ở đâu đây. Em gọi cho nó thử coi. Thấy rồi. Anh trai mà ai mình cũng thấy rồi. Ý nghĩa chung của gian hàng của xã Trà Vong là mình có mang đến một cái thông điệp gì cho lễ hội năm nay thì dạ. Nếu mà nói với Trần Thế là một năm như là hội yến một lần. Dạ. Hội yến cũng như là nếu mà nói trên thiên đình là cũng như là cái ngày hội bàn đào vậy. Có nghĩa là nó vậy, cái nghĩa của đạo là nó vậy. Bông hoa quả này kia là mình cúng cái ngày đó là cúng để cho cái ngày đó là thánh thần tiên Phật người ta mình khi mình cúng là mình cầu nguyện chư thần thánh về đây ngự. Yeah. Và cầu để mà ban bố hồng ân cho cả nhân loại. Cả nhân loại luôn chứ không phải là riêng một người nào. Đó, có nghĩa là nó vậy thôi. Yeah. Còn bông thì mình làm cho năm ngũ sắc bông. Ngũ sắc là năm sắc. Năm màu. Năm màu. Yeah. Năm màu là tượng trưng cho năm sắc dân.
đó. Năm sắc văn ha. Năm sắc văn. Dạ. Gọi là Ngũ Châu. Dạ. Và cái điều đặc sắc nhất tại gian hàng của mình là điều nào anh ạ? Của xã Trà Bông. Thì ở đây thì tất cả cái điều là ý em muốn hỏi là cái điều gì? Em thấy là Phật Tiên Thánh. Dạ, anh thấy ba chữ thư pháp này thì có nghĩa như thế nào anh ạ? Thì Phật Tiên Thánh thì có ba đạo giáo, cũng như là nhất kỳ là Phật giáo, nhị kỳ là Thiên Chúa giáo, và tam kỳ là Cao Đài giáo. Có nghĩa là ba cái, cũng như là ba đạo, là nhất kỳ, nhị kỳ và tam kỳ. Dạ, như vậy thôi, tượng trưng cho ba đạo giáo. Như vậy thì ba chữ này được gắn lên trên hòa đạo xã Trà Bông gian hàng này, giống như là thể hiện cho tam giáo đồng nguyên, đúng không? Đúng rồi. Em cũng hiểu được chút. Tam giáo nguyên nguyên á, gọi là tam giáo nguyên nguyên á. Thì dạ, đó là ý nghĩa của gian hàng. Thì em với khán giả cũng tò mò một chút, đó là gian hàng này thì mình một lần như vậy mình thiết kế, mình tạo ra thì nó có mô hình hay là có cái bản vẽ trước không anh? Nó phải có mô hình chứ. Dạ. Có mô hình có bản vẽ chứ. Ừ. Có mô hình có bản vẽ rồi mình mới nhân sanh mới đồng lại, coi như là nhân sanh không trong một cái họ đạo như vậy. Ví dụ như trong một họ đạo là nó năm hương đạo hay là nó sáu hương đạo, nó tùy theo. Nếu mà dân đông thì nó sáu bảy hương cũng có, mà dân ít thì năm sáu hương, rồi dân ít nữa thì hai ba hương, mười mấy hương cũng có luôn. Rồi mười mấy hương cũng có. Đúng rồi. Rồi đó là cái ngày này là cái ngày trong cái xã đó, ví dụ trong một xã là một họ đạo thì tất cả nhân sanh đều đóng góp vô, đều đóng góp hết cùng nhau chung lo. Như vậy là đóng góp cái đó là kể cả cũng để tiền tài lẫn công sức là tất cả đều trong họ đạo đều đóng góp lại. Thì mình thường là mình hoàn thành như vậy là bao lâu thì mình mới xong gian hàng? Tối mai là coi như là 2 giờ. Câu chuẩn bị hay là gì? Câu chuẩn bị á chú. Câu chuẩn bị ở đây là cả tháng á. Cả tháng. Câu chuẩn bị lâu rồi. Lâu rồi ha. Rồi chắc đây là cả tháng được vậy. Bắt đầu cuối tháng 7 là bắt đầu chuẩn bị rồi. Chứ không phải là để tới nơi chuẩn bị thì không đâu kịp đâu. Như vậy thì em thấy là một cái công trình rất là công phu, kể cả tiền tài để mà mua những cái loại hoa và những cái vật để cúng lễ, kể cả công sức, và đặc biệt là trong đây là cái tính mỹ thuật rất là cao. Đúng cái rồi. Tính nghệ thuật gửi gắm trong đó cả một cái trí tuệ nữa, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, em nhìn thấy điều đó hiển thị trên tất cả những phần trưng bày của mình. Nhưng mà những cái người mà người ta cái tay người ta có thẩm mỹ á, người ta mới làm được. Thế còn như bản thân anh làm cũng chưa được mà. Để kết thì, rất là hay. Thì mỗi người nó có mỗi cái trách nhiệm. Ví dụ như bên thẩm mỹ thì người ta làm cái này. Rồi những số anh em đem đồ xuống là sửa sạn đem đồ xuống. Rồi ai mua bông qua mua, rồi ai trưng bày lên thì trưng lên. Vậy đó. Sau khi buổi lễ hoàn mãn kết thúc vào tối ngày mai thì tất cả những lễ vật này mình cái lễ vật đó, lễ vật thì một số là để lại cho hội thánh, rồi một số là để đem về cho họ đạo, rồi cũng như phân phát lại cho bằng đạo, rồi phân phát lại cho Âu Nhi, phát lại cho các giáo nhi đó để học sinh rồi đó. Chắc là giống như là cái đó là cái lọc, cái lọc. Sau khi mình cúng mình dâng lên duy trì địa mẫu và cố vị tiên nương, thì sau đó mình mang về bắt đầu mình phát lọc lại cho những người trong họ đạo, cho đặc biệt là trẻ em thiếu nhi, tại vì mùa này cũng là mùa trung thu. Cái quản mà ông bị bệnh có bà chị có cái quản. Còn lại là có lại là con trai là nguy bệnh, tụi tôi là cũng như là hướng đạo thôi, chánh sự. Dạ dạ dạ, mình phải thăm qua và anh thấy chứ để
con thì thấy vậy chứ đây là nếu mà tính ra hết luôn là cũng tiền tỷ trong này trong hết đâu. Dạ đúng rồi, từng ly từng tí rất là nhiều thứ. Hoa cũng là những cái hoa tốt nhất, đẹp nhất. Không thì các họ đạo em đi vòng vòng em thấy các bạn cũng có họ đạo với thành Sài Gòn lên đây á. Ở ngoài Hà Nội người ta cũng có vô á. Dạ dạ có, sẽ thấy ở ngoài Bắc vô. Ừ. Dạ. Ta có vô tại vì đúng rồi, ở hải ngoại nữa, ở cái ngoài kia thấy Campuchia nữa. Nói chung là dạ. Tối nay chưa đông đâu, tối mai rồi. Tối mai mới đông dữ. Tối mai là lễ cúng. Hồi khuya nay có lễ cúng nào không anh? Thì có lễ cúng thời tí là 12 giờ. 12 giờ. Ví dụ như mình cúng trong 4 thời thì ví dụ như sáng là thời mèo, chiều là dậu, trưa là ngọ, còn khuya thời 12 giờ khuya là tí. Có nghĩa là em cảm ơn anh rất là nhiều đã thông tin một cái chi tiết về một gian hàng ở tại Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2024. Em rất là có phúc khi được anh chia sẻ. Dạ, bây giờ thì em xin phép được quay cận cảnh một những cái chi tiết trong gian hàng của mình nữa anh ha. Dạ, dạ, dạ. Cô cho phép. Dạ. Cho con xin quay gian hàng của họ đạo mình rồi cột viết như này. Rồi con chia sẻ trên kênh Sala TV được không cô? Dạ dạ, nãy giờ. Cảm ơn cô nhiều á. Dạ bác. Wow. Cánh bướm vườn xuân. Ôi đẹp quá. Ở đây là một cái gọi là cái trình chiếu 3D luôn. Kêu lên mà không có lên. Quá đẹp ha. Wow, ở trong đó một cái công nghệ gì mà đó. Tuyệt vời quá. Đó. Oh. Trời ơi, tôi ơi. Nhà tôi Hiệp Hòa đó, Nga trường học đó, nhà anh Nga trường học đó, nhà của ông Mười Bẻn rồi, Mười Bẻn tay đồ, tay cẩm rồi đó, cẩm chính sự đó, còn tay phó sự đó. Ôi, có chữ kìa. Quá đặc sắc. Mừng đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung. Wow. Chiếu ra 3D. Cái đèn kìa. Màu đen đen đó em thấy không? À. Đó, cái máy đó màu đen đen ở trong. Hay ghê á. Dạ. Đặc sắc. Công nghệ 3D. Cái này áp dụng cho mấy cái chương trình cái dán hiệu quảng cáo. Cũng quá đẹp anh ơi. Trời. Vui. Đẹp, gian hàng nào đẹp tôi đứng là coi thích lắm không? Đúng rồi. Rồi em nhìn thấy cho nó anh nhìn anh biết luôn á. Quý vị nữa. Quá trời. Thế rồi Sala làm nhiều công việc quá quý vị. Rồi viết rồi ha, nó loạn. Không biết cái gì luôn á. Bấm máy chưa quay mà nói thao thao bất tuyệt. Ủa, cô ba không đâu rồi? Cô ba không đâu rồi? Hả? Trước hả? Lễ năm nay lớn nhất. Dạ. Tất cả toàn cầu trên thế giới không có cái lễ nào lớn bằng cái lễ của cao đài Tòa Thánh đó nha. Dạ. Đây là mẹ sinh nhân loại, bên kia là cha thiên liêng. Hàng năm có hai ngày lễ, một ngày rằm tháng 8 và 9 tháng Giêng đại lễ Đức Hoàng Thượng Đế. Dạ. Đức Giêng, Đức Chí Tôn, Cha Trời Mẹ Đất. Dạ. Thì tới đây á,
tam giáo Đặng Câu Đài là kỳ này là quy tam giáo hiệp ngữ chi. Dạ. Tới đây là quy tất cả các tôn giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Lâu giáo, thì tất cả tam thế giới đều phải nhập về Cao Đài hết. Tại sao đạo Cao Đài với con chọn cái màu áo trắng? Màu áo trắng là tượng trưng cho tâm. Chúng ta phải trong sáng sạch sẽ, đừng nhơ bẩn một chút xíu nào trong cái màu áo này. Cũng như tâm của chúng ta phải diệt cái thất tình lục dục, sân si hỷ nộ, ái ố hay lạc dục, phải diệt bỏ là được, là mới đạt. Đã làm cháu ra đâu. Còn, dạ con ở Sài Gòn, con quay YouTube về các ngôi chùa của Việt Nam. Nhưng đây là năm đầu tiên con về Tòa Thánh Tây Ninh dự hội yến Diệu Kỳ Cung. Dạ. Để làm cha trời mẹ đất lớn nhất. Các tôn giáo Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Lâu Bố giáo đều là chí tôn sai cho đi. Truyền giáo cho thầy trước từ nhất kỳ, dị kỳ, này mới tới tam kỳ. Dạ. Đó, kỳ này các tôn giáo đạo Phật theo quyển Thánh Ngôn và Đức Chí Tôn có nói đạo Phật đã bị bế trên 3.000 năm rồi. Dạ. Lần lần tới sang đạo Thánh, đầu tiên đạo Thánh có 2.000 năm Đức Chúa, mà bữa nay là 24 rồi, quá 24 năm rồi. Thì cho nên các tôn giáo lâu đời thất kỳ truyền. Dạ. Tu có công mà không có đột pháp được, mà cứ đạo này cứ tranh chấp, nói đạo này trước, đạo này sau, đạo kia là thế này thế nọ, tranh chấp tu thì không tu, cứ tranh chấp không tu. Kỳ này chính Đức Chí Tôn quy các tôn giáo nhập về Cao Đài là một, không phân biệt mà gia sắc tóc. Con cảm ơn chú rất là nhiều, chú đã thông tin đến con Sala TV và khán giả của con những thông tin rất là quý giá, tìm hiểu thêm về đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Mấy cháu đây cũng có sứ mệnh hơn tên sắp đặt cho mấy cháu làm cái YouTube này. Dạ. Để truyền thông khắp cả thế giới năm châu bốn biển, để cho các nước nó biết đạo tôn giáo đạo Cao Đài. Tới đây nó phải về đây cái tiền đạo tới đây nó là không nữa, là nó mới hiểu vị đại Cao Đài là tăng tôn giáo. Dạ. Là mới mở, các nước nó chưa có thấu hiểu nhiều, nhờ mấy cháu thông tin dùm. Dạ. Là mấy cháu cũng có công đó. Dạ. Dạ. Đấy không? Dạ. Cháu con rất là may mắn hôm nay con gặp được chú. Dạ. Để chú thông tin về đạo Cao Đài cho con cũng như là khán giả của con hiểu nhiều hơn. Dạ. Đạo Cao Đài đại hội Long Hoa tại tòa thánh này, chứ không phải hội Long Hoa ở đâu nha. Dạ. Có nhiều người thông tin nói là sai sự thật, bởi vì Bạch Nhật Kinh cái tòa thánh ở trước á là có hai cột rồng ở trước. Dạ. Ở sau là hai cái cột hoa sen, là trước là lầm là lâm, sau là hoa sen là lâm hoa, là hội Long Hoa tại Bạch Nhật Kinh tòa thánh. Đó là do nơi cơ bút vẽ ra, do nơi đức lý vẽ ra thế giới này. Chúng ta không có biết cái sơ đồ của Bạch Nhật Kinh này đó. Dạ. Nó quý giá. Dạ, rất là quý giá. Giá trị tinh thần rất là lớn. Ráng là mấy cháu ráng về kỳ này có trong gian là có, không có gì nhận môn Cao Đài đi. Tới đây hội Long Hoa tiễn hơn Phật Di Lạc ngồi trên hiệp trên đài đang chấm công điểm đạo. Dù các chân linh nào cũng ở đâu bất kỳ nước nào, mà nếu có công là kia Đức Phật Di Lạc cũng kêu về hết. Dạ. Dự đại hội Long Hoa tại tòa thánh này. Dạ. Cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ. Cháu tên gì? Dạ con tên Huy. Huy. Nhưng mà con đi quay thì người ta kêu ghệ danh của con Sala TV. Dạ. Qua, sao qua hả? Sala. Sala hả? Sa. Sa. Dạ, cái bông Sala ở trong chùa. Cảm ơn chú nhiều lắm. Chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ. Mấy cháu là cũng có cảm đó nha. Dạ dạ, cảm ơn chú. Mấy cảm nhà mấy cháu. Dạ, cảm ơn. Tin lên cả khắp năm châu bốn biển người ta tìm đảo trời về đây người ta tu được là mấy cháu cũng có cảm. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, con xin phép con đi chú. Thấy không? Thấy có cái tôn giáo nào mà 100 mấy chục gian hàng như thế này, và đồng thời nghĩa là nó tỷ 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 không
không có thấy nào mà nơi nào mà làm ra được cái gian hàng như thế này, là tính ra một trăm mấy chục cái gian hàng này bông lân quý vị, không có tôn giáo nào hay trên nước thế nào là không có. Độc nhất vô nhị. Đây là một trong những lễ hội hiếm hoi con được dự. Sao ngày mai múa lâm lân quyển phụng mấy cháu coi múa lâm lân quyển phụng con nó đẹp tuyệt vời. Một con rồng 36 mét, dài 36 mét là tượng trưng cho 36 tầng trời. Mà hai con như vậy á là lưỡng lâm âm dương. Má rồi lâm rồi lâm quy rồi khủng rồi mưa diễn hành nhà mai á, bảy giờ mưa giờ tới cho bạn coi thánh ra nó mấy cháu coi, trên thế giới không có nơi nào mà cái nghi lễ của đạo Cao Đài. Cảm ơn chú, và ngày mai con sẽ quay tiếp lễ múa long lâm quy phụng. Bắn từ là ở chỗ nhà thiền đang để đã. Con đi tiếp các gian hàng còn lại ha chú. Cảm ơn chú nhiều. Hồ ban đêm nè, đẹp quá Bảo. Đó, lung linh luôn, thấy không? Để em nói anh cho, đi ra lấy xe đi, xong anh chở anh vòng đó đó, quay xong chuyện về đi. Dạ. Đi bộ đó là xa, đúng không? À. Đúng rồi, em không? Dừng lại cái ghé xuống cái anh đi. Quay ờ vậy đó. À, vậy ha quý vị ơi. Đi xa la. Xa lắm, khúc đi đi, mình đi bộ ra, mình lấy xe, mình cũng quay khúc này nữa nè. Rồi mình còn đi về nữa, người ta. Ừ, đúng rồi. Đúng không? Đi vô đó, đến nhà đó là... Hai dễ thương. cô con với cô quay với nhau được không? Ngủ. Hai đi chọc người ta quý vị. Bây giờ là cầm máy đi chọc người này người kia. À, ngày mai á, khu vực này nè, rước cổ của vị tiên nương với lại cổ của Diêu Trì Phật Mẫu á. Sao giống như hả Bình Dương với mấy y chang giống vậy, rước cổ. Đúng rồi, rước cổ. Thì cái lễ nghi thức lễ xong nó có cái hội. Lát nữa Sala lấy xe xong, nếu mà lấy xe xong là mình để chạy qua ngoài kia rồi, phải không? Mình đâu chạy ngang đây được đâu. Vòng vòng ở chỗ nào mà có xe rồi xong rồi anh Bảo ngừng lại rồi Sala đi bộ vô quay. Nếu là chỗ người ta thánh ngoài đó, ngoài đầu này. Tại đây đó quý vị, anh Bảo lấy xe máy rồi Sala đi đang ngồi trên xe máy nè, để chạy một vòng cho quý vị nhìn thấy. Quang cảnh, đúng rồi, vòng đi Bảo. Quang cảnh đi lễ của tại hai bé. chỗ này vắng gì Bảo? Đò đi vòng đây đã rồi kêu vắng. Chỗ này công nhận vắng ghê hồn luôn. Đó. Đây là quang cảnh ở bên ngoài tòa thánh Tây Ninh nè. Hôm nay Sala quyết tâm là quay tất tần tật về tòa thánh, kể cả ban đêm. Cảnh này là cảnh đến cúng bái
của rất là nhiều những tín đồ cũng như là du khách. Ở đây là phía trước tòa thánh rồi. Sao? Không? Ờ, đó đó, đó lại lên đó. Ờ, từ từ nha, từ từ. Xe ở đây ban đêm cho nên là nó ở phía trước quý vị thấy không, có cả những cái nhà của các cô đến đây ngủ nghỉ qua đêm đó. Ở phía trước sân khán đài của tòa thánh nè, đông lắm. Từ từ bảo ơi. À đây 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 là cận cảnh những cái chỗ ngủ mà bà con đã chọn khi mà đi lễ hội yến Diêu Trì Cung năm nay đó quý vị. Từ xa quý vị có thể nhìn vào bên trong thấy là các cô chú rồi ngủ nghê rất là nhiều. Vì một cái sự lịch sự cho nên mình chỉ ở ngoài quay vào thôi, chứ chỗ ngủ nghê này kia nọ mình quay cũng không có hay cho lắm. Có những cô chú đang ngủ mình tới mình quay phim chụp hình rồi cũng không có được. Nhưng mà chậm chậm thì quý vị có thể nhìn thấy ha quý vị. Thông cảm thì Sala không có làm cái điều đó được. Đó. Chỗ đang ngủ nhiều khi mình chỉa máy quay kỳ lắm. Có kia vòng đúng không? Rồi thôi kia vòng nữa anh Bảo ơi. Đó. Quý vị có thể thấy nào, cái cổng ghi cái chữ rất là lớn: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Đó. Bên trên còn có cái năm. Năm sao quá động được anh Bảo ơi. Ở đó là bộ bửu tháp, bộ tháp của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đó. Có cái bộ, có cái tòa tháp đó, đó. Ngài Phạm Công Tắc. Ở đây quý vị mình chậm chậm nữa nè. Đây là Sala đưa cái máy gần gần vô để quý vị có thể nhìn thấy bà con ngủ rất là nhiều đúng rồi. Đúng rồi đó, quý vị thấy không? Một cái cảnh mà Sala rất là xúc động khi thấy bà con mọi nơi tụ họp về đây trong một cái ngày lễ như thế này và ngủ, chỉ còn ngủ qua đêm thôi quý vị. Đó. Đâu phải ai đi lễ rồi cũng có tiền mà ngủ nhà nghỉ khách sạn đâu. Vừa rồi có đứa em nó hỏi nhà nghỉ 450-500 một đêm quý vị ơi, mắc lắm, và không có nhà nghỉ để ngủ nữa. Cho nên là bà con ra đây ngủ tạm, ngủ tạm qua đêm thôi. Trời thì mưa và cái hơi lạnh rất là nhiều. Đó. Nằm ở dưới những cái bạt như thế này, đó là cái điều mà Sala cảm động nhất mỗi khi mà mình đi dự lễ. Nhất là vừa rồi quý vị thấy không, anh Bảo chạy từ từ đi anh Bảo. Anh Bảo đứng đây luôn hả? Mà ở đây cái view nó không có được đẹp mấy Bảo. Bởi vì cuộc đời này thì quý vị có thể thấy rồi, nếu như những người người ta có tiền dư giả thì quý vị Sala nghĩ là họ sẽ chọn những khách sạn có nhiều sao để mà ở, để ngủ. Chất lượng dịch vụ ai cũng vậy, một khi người ta có tiền rồi á thì người ta đều lựa chọn cái nơi ngủ nghỉ và cái chất lượng dịch vụ cho riêng mình. Còn trừ khi người ta tham khổ như thế này là đó là vì không có tiền thôi quý vị. Mẹ đi dài gì anh Bảo? Tới giờ đi dài. Ôi, quý vị thấy không? Anh Bảo không? Lẹ đi đi về. Đó, à, đúng rồi. À, anh Bảo cứ chạy đi rồi một vòng luôn quý vị. À, tại đây trên chiếc xe máy này một vòng tòa thánh Tây Ninh về đêm. Một đêm rất là đặc biệt. Đêm lễ Trung Thu của năm Giáp Thìn 2024. Và Sala có mặt tại tòa thánh Tây Ninh của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để tường thuật trực tiếp về không gian cũng như là bối cảnh đi lễ của bà con ở tại tòa thánh cũng như là bà con ở
mọi miền của đất nước tập hợp về Tòa Thánh Tây Ninh trong đêm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video hành trình của Sala, những video thâu hình về Hội Yến Diêu Trì Cung. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và quý vị hãy bấm theo dõi kênh Sala và tặng cho Sala một chia sẻ, một đăng ký, để tiếp tục Sala sẽ thâu hình thêm những thước phim thật là hay, thật là ý nghĩa và thật là đẹp về Hội Yến Diêu Trì Cung năm nay gửi đến cho quý vị. Mến chúc cho quý vị thật là nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và sự bình an cát tường. Xin tạm biệt quý vị. Anh Bảo chào khán giả. Anh Bảo. Ok.